Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 9, khi hai vợ chồng đi trên chiếc xe máy đang đổ đèo sông Pha nối liền hai tỉnh Lâm Đồng Ninh Thuận thì đột nhiên bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng. Theo người dân chứng kiến, anh Động Văn Nhàn, 48 tuổi, ngụ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, đang điều khiển xe máy chở vợ lưu thông trên đèo sông Pha theo hướng từ Lâm Đồng đến Ninh Thuận thì bỗng nhiên chiếc xe bốc cháy. Anh Nhàn cho biết khi điều khiển chiếc xe qua gần hết đèo sông Pha đến địa phận huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận thì vợ anh phát hiện ngọn lửa bốc lên từ phía sau chiếc xe, sau đó nhanh chóng lan rộng, quá hoảng hốt anh cùng vợ lập tức vứt xe, nhảy ra khỏi ngọn lửa và đứng nhìn chiếc xe bị ngọn lửa thiêu rụi. Theo chị Lỗ Thị Ánh Khoa, vợ anh Nhàn, vợ chồng chị làm thuê tại huyện Đơn Dương. Chiếc xe bị cháy vừa được cả hai sửa ở xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương. Đến chiều tối, hai vợ chồng chở nhau về nhà. Khi gần tới chân đèo sông Pha thì nghe mùi xăng và bắt đầu thấy lửa bốc lên. Tự nhiên là khôi mùi xăng xong bắt đầu là nó tự nhiên nó bốc cháy luôn. Sau khi là mình tấp vô lề mình thắng, mình thắng xong kia mình thắng là là nó vừa mình thắng là nó cháy nó phật từ cái 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 ống cái ống bình xăng đằng trước của mình á phật một phát là nó ăn từ cái dàn đầu về tới thùng luôn tại hiện trường chiếc xe bị cháy trơ khung một số đồ đạc trên xe cũng bị thiêu rụi hoàn toàn trước sự kinh ngạc của nhiều người do vụ cháy diễn ra giữa đèo vắng nên không có phương tiện dập lửa nên chủ xe cùng mọi người đành đứng nhìn chiếc xe bốc cháy trơ trọi vụ cháy xe khiến các phương tiện lưu thông trên đèo sông pha bị ùn ứ cục bộ khoảng 15 phút